sức khỏe, sự bình an và luôn luôn là điểm tựa tốt nhất cho mẹ con em. Và cảm ơn anh luôn luôn thương mẹ con em và bảo vệ mẹ con em. Mặc dù anh không xuất hiện, anh không nói nhiều, nhưng đâu đó em vẫn hiểu được trái tim anh luôn ấm áp dành cho em, cho tất cả các con của em. Một lần nữa em cảm ơn anh và cảm ơn tất cả quý vị đã dành một thời gian đường xá xa xôi, nhất là những anh em YouTuber, những bạn chính nghĩa đã yêu thương Nguyễn Phương Hằng tôi trong suốt 10 tháng qua cũng đến đây chia vui với chúng tôi. Một lần nữa tôi xin cảm ơn và chúc mừng ạ. Mẹ mời sẵn đây thì tôi cũng giới thiệu quý vị luôn. Đây là Hủ thì quý vị biết rồi, đây là Natalie, là con gái của tôi. Tôi mời con dâu tôi và con trai tôi lên để cho quý vị thấy. Và anh hai thì hôm nay có một cái việc riêng và bị sưng cái chân cho nên không có đi được, cho nên anh hai tạm ở nhà. Quý vị thấy là tôi đã sắp trở thành chị nội rồi nha quý vị. Đây là con trai tôi nha quý vị. Đây là con dâu của tôi. Quý vị thấy không, tôi sắp thành chị nội rồi. Quý vị, con có thể quay qua đây nè con. Đây là màn hình. Anh xích qua chút xíu để nhìn cái màn hình này. Đây là con dâu của tôi, đây là con trai của tôi. Chỉ có một thời gian rất là ngắn mà con trai tôi đã trưởng thành. Quý vị cũng biết rằng là đây là đứa con dâu mà tôi đã chọn cho con tôi. Hai đứa chưa từng quen biết nhưng mà tôi đã chọn dâu. Và con tôi đã có một cuộc sống bình an, hạnh phúc, sắp được lên chức bố. Thì quý vị nhìn thấy rằng là trong cuộc sống thì mọi thứ nó cũng đặt cái ly duyên, cái nợ. Nhưng mà tôi đã chọn được một đứa con dâu rất ngoan, hiền lành, tử tế và lễ phép. Đối với tôi đó là điều hạnh phúc. Hôm nay tôi cũng ra mặt cho quý vị thấy là đây là con dâu của tôi, có cái hình nét y như tôi hồi lúc trẻ. Cho nên khi tôi gặp con dâu tôi là tôi kết liền nha quý vị. Con có lời gì để phát biểu trước mọi người không? Không, không có gì đâu luôn, con có lời gì không? Dạ, nhân tiện đây thì cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn tới dự buổi tiệc ngày hôm nay. Con cũng xin cảm ơn chú, cảm ơn mẹ đã coi như là tha thứ mọi lỗi lầm cho con cái, để cho con cái có một cuộc sống tốt hơn, hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Ở đây quý vị là con quay qua đây cho mọi người nhìn thấy là mẹ đang live stream. Thì mọi người đang nhìn thấy đây và anh có lời lẽ gì trước cho quý vị khán giả nữa không? Cũng như bước sang năm mới thì anh có lời gì anh cũng chia sẻ với khán giả luôn ạ. Mẹ là cũng có chúc hết rồi. Còn tôi thì từ 18 tuổi tới giờ là hơn 40 mấy năm làm việc rồi. Thì cứ âm thầm làm. Là tôi bắt chước những chiến sĩ vô danh mà tôi đã thờ ở trong tháp Vĩnh Tân á, là tôi có làm cái cặp câu đối, cái gì ít nước lợi dân thì âm thầm làm. Đó là có cái cặp câu đối mà tôi nhớ mãi và tôi quyết tâm học tập cái đó, là thâm hiến sơn hà chi để họ, đời dân xã tắc xã dần tên. Cứ vậy mà cứ âm thầm làm mãi, dù ngày mai biết mình ra đi thì ngày hôm nay cũng phải làm cho thật tốt. Và tôi mong muốn những nhân viên Đại Nam của tôi cũng phải tất cả là người tốt và làm việc tốt, và đừng làm cái điều gì có lỗi dân nước mà lừa dối người dân, không là tốt rồi. Làm bằng, mọi người chọn cho mình một cái nghề để là làm bằng sức lao động của mình để nuôi sống bản thân như lớp đỡ gia đình. Và tôi cầu chúc cho tất cả các quý vị một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe, mà an khang thịnh vượng, mà vượt qua mọi sóng gió của thiên tai và dịch bệnh, để là mình còn tồn tại và phát triển. Xin hết thành thật cảm ơn tất cả các quý vị. Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của chú Dũng và cô Hằng. Đó là cách gọi rất là thân thương của tập thể anh em nhân viên cũng như là tất cả chúng ta. Và chúng tôi hy vọng rằng với những lời chia sẻ của từng thành viên trong gia đình thì chúng ta cũng sẽ phần nào quy chiếu so sánh lại trong từng gia đình của chúng ta để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mời Hữu ạ, Hữu có lời phát biểu nào trước khi mình thổi nến không? Hữu tặng cho ba mẹ này nữa.
một phần quà không gì ý nghĩa hơn. Và chúng tôi xin mời đại gia đình của chú Dũng và cô Hằng sẽ cùng tiến lại vị trí chiếc bánh kem để chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nghi thức thổi nến. Sau đó chúng ta sẽ cùng nâng ly rượu và cùng khai tiệc trong ngày đặc biệt hôm nay. Chúng tôi cũng xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng lên vị trí sân khấu để cùng chờ đợi khoảnh khắc tuyệt vời này. Xin trân trọng cảm ơn.